Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Gia Bảo đã đăng tải dòng trạng thái cầu xin khán giả trên trang cá nhân. Cụ thể, vì tình hình dịch COVID-19 đang vô cùng phức tạp, nam diễn viên đã tiếp tục phải hoãn mini show nghệ sĩ Hồng Nga. Anh xin những người đã mua vé hãy thông cảm chờ đợi. Kính thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 đang rất căng thẳng, mini show nghệ sĩ Hồng Nga lần nữa đành phải xin quý vị giữ vé đã mua cho đến khi có thông báo mới của chính phủ. Xin quý vị thương cho ekip đã phải ngừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật hơn 2 tháng nay, rất khó khăn về kinh tế, đã đầu tư chi trả cho show nên rất tha thiết mong quý vị thông cảm và đồng ý giữ vé. Thay mặt nghệ sĩ Hồng Nga, xin hẹn quý khán giả vào một ngày gần nhất khi thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn hết dịch để mọi người an toàn thưởng thức đêm diễn này với dàn nghệ sĩ ngôi sao đầy đủ và có thêm nhiều bất ngờ chương trình dành tặng quý vị. Chương trình sẽ thông báo đến quý vị ngay khi có thông báo mới. Xin chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và sớm gặp lại nhau khi hoàn toàn hết dịch. Được biết, mini show của nghệ sĩ Hồng Nga được dự kiến sẽ biểu diễn vào ngày 9 tháng 5, nhưng phải hoãn lại nhiều lần vì dịch bệnh. Chương trình có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ có tiếng trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Gia Bảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Anh sớm bén duyên với nghệ thuật và được khán giả biết đến với nhiều vở kịch nổi tiếng Lòng Mẹ, Khi Đàn Ông Có Bầu. Dù tham gia nghệ thuật từ rất sớm, nhưng tên tuổi của Gia Bảo chưa thực sự vụt sáng và chỉ đến gần hơn với công chúng khi xuất sắc ghi danh quán quân chương trình Cười Xuyên Việt bản nghệ sĩ. Cho đến nay, anh vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp và là thành viên của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Không chỉ được biết đến với lối diễn tự nhiên dí dỏm, Gia Bảo còn là một trong những người con nuôi kín tiếng của danh hài Hoài Linh. Cũng chính bởi vậy mà nhất cử nhất động của danh hài sinh năm 1988 vẫn luôn được khán giả chú ý.